đời tôi cô đơn, ngoài cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Yêu ai cũng cô đơn nên giờ này vẫn cô đơn. Thôi. Gì? Ai nói ông tôi hôi? Trời ơi, tôi nói thôi chứ tôi nói ông hôi hồi nào? Cho anh nội này ngộ không? Tôi hát bảo không tôi gào. Bảo Liêm hát hay không có gì? Xin chào bỏ tay. Tôi hát quá hay luôn nghe không? Hả? À? Bộ điếc? Bậy, không tự nhiên cái diễn xiếc. Cái này ta gọi là thể dục nhịp điệu. Tôi nói chuyện với gia thì tôi tức quá luôn á. Không tự nhiên trời lạnh vậy uống trà đá. Tập thể dục nhịp điệu tao phải uống sữa. Gì vậy? Không có giỡn nghe. Là gì? Tôi nói một đường là ông nói một ngõ. Xin lỗi, xin tự giới thiệu, tôi bị bệnh lãng tai. Nói lớn quá tôi nghe. Nói nhỏ quá tôi không nghe. Nhiều khi không nói tôi cũng không nghe. Đứng xa xa ra nói tôi nghe mới được. Đứng xa xa ra. Đứng xa ra nói chuyện mới nghe hả? Đúng rồi, bị lãng tai. Đứng xa xa ra nói mới nghe. Đó. Xa chút xíu nữa, xa chút xíu nữa. Còn chỗ nào xa hơn được nữa, xuống dưới sân khấu luôn đi. Thôi, khỏi. À, đó, đứng đây đi. À. Rồi, nói gì nói đi. Nghe chưa? Ông nói ai khó ưa? Đây đó, không chịu nghe nữa hết cha nội. À, đùa thôi chứ nghe rõ rồi. Hỏi gì hỏi đợi đi. Ở đâu mà vô đây mà nhảy múa tùm lum vậy? Bậy, tôi ở trong này mà. Ủa sao tôi ở trong này lâu quá mà tôi không thấy ông? Tôi ở trong này. Ông ở lô nào? Tôi ở lô đề. Ở bậy, lô đê. Lô đê. Tưởng vô đây cờ bạc nữa chứ. Không, ở kế bên lô của ông đó. Vậy hả? Ờ. Sao? Hoàn cảnh nào mà vô đây vậy? Ông nói ai nói bậy? Lại đằng kia. Lộn. Đứng xa xa đó tôi mới nghe. Xa nữa. Xa nữa hả? Được chưa? Lại đằng kia. Nói chuyện với mấy người lãng tai mệt lắm luôn á. Trời ơi, đây đó mà nói tôi. Ủa rồi đâu rồi? Tôi trong này nè. Ủa chưa lãnh lương mà vô trống chi sớm vậy? Ra đây coi. Ủa xong kêu tôi đi xa dữ vậy? Hỏi gì hỏi lại đi. Trời ơi, tôi nói tôi có tật lãng tai cho nên đứng xa xa nói tôi mới nghe. Hoàn cảnh ông sao mà ông vô đây vậy? À, hoàn cảnh sao vô đây vậy hả? À. Trời ơi, nói thiệt với ông á, tôi nói thiệt ông á, bên này bên mà cái lô đê đó người ta ưa đồn tôi dữ lắm. Đồn hả? Ừ, đó, ưa đồn. Tôi cũng nghe đồn đó. Đồn sao? Ở bên cái lô đê đó. À. Có một thằng cha. À. Cha bị khùng. Vậy nghe. Tôi nói thiệt với ông á, tôi vô trong cái khu vực này tôi ghét mấy cái thằng nào nói tôi khùng lắm nha. Tôi nói thiệt ông á, ở ngoài này á nói khùng người ta không hiểu nha. Ông phải nói tôi là bị ham. Người ta nghe đồn chứ, tự nhiên làm dữ vậy. Chết mẹ không? Phải nó không? Nghi lắm vậy mà. Nó nào? Cái này là flower o lép. Là gì? Flower là bông, lép là trái. Bông hay trái có nghĩa là trai hay bóng. Không phải trai. Không phải trai. Mà không phải bóng nữa. Úi cha. BD là... được không? Trời ơi, cái này còn dưỡng nha. Cái này bên Mỹ ta gọi là shadow. Là gì? Shadow là bóng, o là già, có nghĩa là bóng già đó. Tát vỡ mồm. Sao vậy? Ở miền Bắc ta ghét nó bóng già lắm. Ủa chứ miền Bắc ta gọi là gì? Bóng cổ. Ủa bóng cổ là sao? Thì cái phố lâu năm ta gọi là phố cổ. À. Cái chùa lâu ta gọi là chùa cổ. À. Còn bóng lâu quá ta gọi là bóng cổ. À, biết được danh từ mới luôn.
Vậy là bóng cổ nào phải không? Sao mà vô đây vậy? Hỏi hoàn cảnh của tôi phải không? Bắt đầu tập trung nghe tôi kể nè. Kể cái nhạc. Tâm trạng này là buồn lắm nè. Hoàn cảnh chắc khó khăn lắm phải không? Quá. Kể đi. Khùng, khùng. Gì vậy? Biểu kể không kể? Cứ làm gì mà nhăn nhó hoài vậy? Trời ơi, cái hoàn cảnh của tôi nó bi đát lắm. Cho nên tôi phải chọn có cái đoạn nào để tôi kể ông mới hiểu. Bây giờ chọn cái đoạn nào chưa? Nhớ rồi, nhớ rồi. Ừ. Vô. Ngày xưa gia đình của tôi hạnh phúc lắm. Tôi có vợ với 8 đứa con, 5 trai 3 gái. Có phước quá. Con lớn của tôi đó là con trai. Con út của tôi con gái phải không? Không, cũng con trai. Đáng nhất tụi nó hạnh phúc lắm. Nó có cha, nó có mẹ. Mẹ của nó là vợ của tôi. Còn cha của tụi nó là tôi. Thôi. Trời ơi trời, tính kể phim bộ hả cha? Gồng lên, gồng lên. Trời ơi, ta đang kể chuyện mình, nó đang sầu khổ vậy. Tự nhiên, trời ơi, quỷ sứ. Gồng lên đi má. Kể tóm gọn lại thôi. Ngắn gọn lại ha. À. Sau đó, cho miếng nhạc. Sau đó. Sao? 4 đứa con nó theo mẹ nó về biển. 4 đứa con nó theo tôi lên núi. Thấy quen quá vậy ta? Này học lớp 4 có học rồi mà. Là gì? Lạc Long Quân với bà Âu Cơ nè. Lạc Long Quân bà Âu Cơ là 50-50. Còn tôi 44 thôi. Rồi. Bắt nhạc nữa đây. Tao đập cái keyboard cái mày khỏi làm ăn nghề luôn à. Trời ơi cha nội nè, tao kể chuyện mà phải có nhạc nó mới sống động. Cứ khóc hoài. Không. Kể gọn lại thôi. Hết khóc, hết khóc. Sau đó vô. Kể lẹ đi ông nội. Cách nhau đoạn đường dài, sao nữa tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, sao nữa rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng. Sao nữa? Hết. Gì vậy? Để không đầu không đuôi gì hết. Không tự nhiên lấy chồng cái hết. Cái nội này không hiểu về âm nhạc này. Người ta thường nói là âm nhạc nó nói lên cuộc sống. Tức là sau đó đó, thằng anh nó có căn nhà. Đứa em nó có căn nhà. Thậm chí vợ nó cũng có căn nhà. Cho nên nó giàu có quá rồi, cái nó dọn ra ngoài, nó ở riêng. Nó bỏ tôi lại với một căn nhà trống vắng. Rồi sao? Rồi tôi mới bán căn nhà đó, tôi vô đây tôi ở cho nó vui. Tức là tại sao tôi vô đây? Là tại vì tụi nhỏ nó vậy nên tôi vô đây. Mấy đứa con ông lớn hết trơn vậy mà không kêu ông về ở hả? Không, tụi nó bây giờ nó lớn rồi.
có cuộc sống riêng, thấy không? Cho nên là mình đừng có, mình già cả mình không làm phiền tới tụi nó nữa, thôi vô trong này ở cho nó chắc ăn hơn. Sao không chịu về quê ở với vợ? Không, con vợ tôi ở dưới quê mấy đứa nhỏ nó làm ăn cũng thành đạt y vậy đâu. Nhưng mà con vợ tôi nó dữ hơn tôi nha. Sao? Nó bán căn nhà vô chùa ở. Gia đình tính toán quá ha. Tính toán gì? Bán nhà gửi tiền cho ngân hàng vô chùa ở, ăn cơm chùa khỏi tốn tiền. Ông cứ nghĩ hay không à, cuộc sống người già ở bên này nó khổ lắm. Không, nhưng mà cái đó, cái chuyện của tôi là tại sao tôi vô trong này. Còn ông sao, tại sao vô trong này vậy? Kể nghe coi. Không phải nghèo khổ mà vô trại dưỡng lão ở đâu. Tôi dòm ông đâu phải rất nghèo khổ đâu. Mặc đồ bóng bóng không hề. Mà tại sao vô trong này ở vậy? Có căn nhà ở bờ hồ 300+ tỷ mà không ở. Dữ dằn vậy đó. Tại sao không ở? Nhà của người ta ở, người ta đâu có cho. Đành như ơn luôn. Nhà của người ta ở nói làm gì. Nhưng mà ông nói thiệt, ông gia đình ông đâu. Quên. Cha nội này bóng làm gì có gia đình. Xin lỗi ông, hồi còn trẻ tôi men lắm. Men sao? Tôi cũng đã từng có người yêu nghe không? Có người yêu luôn đó hả? Người yêu tôi đẹp lắm, như người mẫu vậy đó. Đâu diễn tả coi, diễn tả coi. Mắt bồ câu nè. Quá đẹp. Sống mũi dọc dừa nè. Trời ơi, số 1. Đặc biệt mỗi lần cười đó, có loài đặt cái răng khểnh. Giống hồng, giống hồng nhung á. Trời ơi, duyên quá trời vậy đó hả? Ngoài cái răng khểnh ra nó không còn cái răng nào hết á. Vậy là nhỏ này mỗi ngày là nó ăn cháo thôi phải không? Không dám đâu, nó ăn cháo tôi đâu có nói. Cho nó ăn gì? Ăn bắp. Ăn bắp sao ăn được với cái răng khểnh? Trời ơi, mỗi lần ra sáng nào tôi mua chục trái bắp về thải cho nó ăn hết á. Nó để lên cái nó lăn, hồi còn cái cùi không ha. Vậy là cũng nuôi được đó. Rồi giờ người yêu đâu rồi? Thương lắm. Nghe cái tên là mê liền luôn. Tên gì? Ở đây ai cũng biết hết trơn. Tên gì vậy? Thanh Thanh Hiền. Hồi chế không nó bóp cổ mày. Đâu có, đâu phải Thanh Thanh Hiền vợ chế không? Chứ lạ đâu. Thanh Thanh Hiền bán trà đá bờ hồ á. Cũng vừa tên vậy đó ha. Vừa tên thôi. Rồi tiếp tục sao nữa? Thua. Sao vậy? Tôi với bà đắp mộ cuộc tình. Là sao? Ôi cha, buồn rồi đó, buồn rồi. Người đi phân nửa hồn tôi chết, phân nửa hồn kia cùng vụ văn vơ. Ủa, vụ văn vơ lại tận đừng giống tôi, đừng giống tôi, kể rõ ràng nghe coi. Ai đã hẹn với thề, thề rồi dứt mối duyên thơ, ra đi chẳng ra đời. Ngày em thay áo em pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả khỏi lòng? Đừng em bước theo chồng. Nhỏ này hơn nè, ở với ông nội này không biết sao có tương lai. Bởi vì kể từ đó tôi buồn lắm. Nghĩa là tôi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đêm nào cũng rượu chè sáng đêm. Vì tôi thề rằng, thầy sao, không lấy vợ để dành tiền uống rượu. Sống độc thân cho gái nó thèm chứ. Làm gì vậy? Tính lằn ói. Trời ơi, cái mặt như cọp bị bỏ đói trong sở thú 3 ngày mà đặt thèm chơi. Xin lỗi không? Xin lỗi gì? Đừng có hiểu lầm nha. Hiểu lầm vụ gì? Tôi về chứ nhiều người đeo đuổi lắm. À, ai dám đeo đuổi ông vậy? Vườn râu nè. Công lý. À,
ấy nữa. Bởi Liêm. Có thằng đó luôn rồi. Ai nữa, ai nữa? Ngọc Sen. Ai, 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 ai? Ngọc Sen. Trời ơi, cho tự tin quá trời luôn. À, thôi, 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 bỏ cái nhưng mà nói thiệt với ông, không bao giờ tôi đi bước bước nữa. Tôi nguyện trong lòng tôi là không bao giờ tôi lấy chồng. Sao dữ dằn dữ vậy trời? Biết tại sao không? Tại sao, tại sao? Duyên phận. Duyên phận đó hả? Muốn kể nghe không? Kể, kể, kể liền. Cái này hấp dẫn nè. Lấy giùm cái đờn coi. Tôi kể tôi phải đàn mới được. Lấy cái đờn luôn đó hả? Đây, 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 mình, đây. Mình có máu nghệ sĩ mà. Trời ơi, cha này, này biết đờn bà luôn nha. Ủa phải đờn tì bà luôn nha. Cầm cũng nói giùm tôi nghe. Cầm cho ông hát ha. Rồi. Đừng nói mới nghe. Rồi. Kể, kể coi, kể coi. Từ từ. Chết mẹ ông giống Thúy Kiều. Thưa quý vị. Từ hải mà xưa gặp nhỏ này, ông nội cũng dám lấy. Nghe kể không? Nghe, kể đi, kể đi, kể đi. Kính thưa quý vị. Sau đây mời quý vị nghe tâm sự của người bóng cổ. Xin được phép. Dữ dội, dữ dội. Phần là con bóng chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cành nhà neo đơn, bầy em chưa lớn. Triếu trên dài gánh nhọc nhằn. Ôi giờ âm thanh nó hiện đại quá luôn á. Cầm cái cục ở đây mà vẫn hát ra lời ghê quá luôn. Hát nhép hả cha nội? Hay quá. Tức là nói chung là cái chuyện tình của ông là tức là ông bị bóng tới giờ luôn vậy đó. Tôi bóng luôn tới giờ luôn á. Trời ơi, vậy thì nói thôi, nãy từ đầu nãy tôi nói tại sao vô diện dưỡng lão nói vô đây là tại vì tôi bị bóng đi. Mệt ông quá. Nhưng mà nói ông nghe, nay gặp ông vậy cũng vui rồi. Ông nghe bây giờ xin phép nha. Ở lại đây chơi vui vẻ. Tôi có mấy đứa con, nó tới nó đón tôi năm nay nó về, đón tôi về ăn Tết. Ủa ông về quê ăn Tết à? Phải về ăn Tết chứ. Chà, mấy đứa nhỏ nó tốt với ông quá ha. Dĩ nhiên. Tôi, thân tôi có mình nè. Ăn Tết thì chắc ăn Tết ở đây mình thôi, năm nào cũng vậy. Nè, ông dạy con sao mà nó giỏi vậy? Trời ơi, có gì đâu, con cái thì mình phải dạy dỗ nó. Tại vì mình già cả, mình không hợp với tụi nó thì nó không có hiểu tới mình thôi. Nên mình phải nói lúc nào mình phải nói nhỏ nhẹ để con cái nó hiểu mình. Mỗi lần mà tôi muốn dạy dỗ nó, tôi kêu bốn đứa dưới biển lên, bốn đứa trên núi xuống, ngồi xung quanh tôi. Bắt đầu tôi dạy nó như thế này. Dạy sao? Nghe nè, nhạc. Nồng nhạc. Là con phải nhớ dạy tốt công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thành ra nhớ biết nhớ. Dạy con vậy là tốt rồi. Mà tôi thích cái bài này lắm. Ơn đức sinh thành mà. Hát nữa được không? Hát tiếp phải không? Vô. Ơn đức sinh thành làm con phải nhớ.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Biết rồi, thường đức xin hát hát, làm con phải nhớ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Biết rồi, lão hát nói để cho hát ông đó là mày hả? Thường đức xin tới sáng luôn hả? Thì ông nói tôi dạy tụi nhỏ sao thì tôi phải lặp đi lặp lại vậy đó mới nhớ cái công đức sinh thành chứ. Cái bài người ta lời khác nó hát vô đó hát đi hát lại hoài à. Trời ơi cha nội thì mệt quá thì ông nói tôi dạy con tôi sao thì tôi dạy con đó vậy đó. Chỉ cần câu đó vậy thôi là đi nhớ tới công ơn cha mẹ đó rồi. Cho nên ngày hôm nay nó mới tới nó đón tôi. Thôi giờ ông ở lại ăn Tết vui vẻ, tôi xin phép tôi đi trước. Chào bà con cô bác. Thấy người ta có gia đình thế ha. Tết nhất tôi ăn Tết đây mấy năm trời rồi có mình tôi hiu quạnh buồn lắm. Năm nay không biết ở dưới có ai rước tôi về ăn Tết không? Đông quá vậy trời. Có ai không? Có. Vậy? Có tôi. Gì đó ông nội? Tôi mới ra tôi nói mấy đứa nhỏ nó thấy hoàn cảnh của anh nó thấy thương quá. Cho nên nó vô nó nói thôi mời bác về ăn Tết chung với vô tôi cho nó vui. Ủa tôi được về quê ông ăn Tết đi, hả? Đi với tôi về quê ăn Tết. Hả vậy? Nha. Đi nha. Cho tôi sửa soạn đồ đạc hả? Thôi đi. Cho tôi dẫn kép tôi theo luôn đi. À, thằng nào vậy? Đó anh đánh ót. Ôi cha nội mình ông được rồi đi. Khoan đi chào bà con rồi đi. À chào ha. Bảo Trung Bảo Liêm xin kính chúc tất cả quý vị được an khang thịnh vượng và sự chí. Xin chào tạm biệt. Ngọc Ngà ơi. Úi dồi. Thế chả giấu gì các bác có mỗi một con gái. Quy nó qua đặt nó tên là Ngọc Ngà. Ấy vậy mà mẹ nằm ôm sắp chết kìa mà nó bỏ đi từ sáng chưa đi về. Ngọc Ngà cái kiểu gì nó như là con gà ấy. Sảnh ra khỏi chuồng là đi tìm gà trống luôn. Con này chứng tỏ là bị cái bệnh giải tim rồi. Khổ lắm cơ. Có nghĩa là suốt ngày nó đi tìm dai đi. À các bác ơi, các bác làm ơn cho em hỏi. Không hiểu sao cái con Ngọc nhà em ấy dạo này toàn thấy hát cái bài gì mà dân ca quan họ khách đến chơi nhà. Không hiểu cái làn điệu nó có cái gì mà nó hấp dẫn thế. Các bác phân tích hộ em cái nhá. Cái bài đó là cái bài khách đến nhà là hát, khách uống trà là pha, khách đi xa giữ chẳng cho về, giữ lại để làm gì? Giữa lại để làm gì? Rằng người ơi sao nỡ vô tình, rằng người ơi hãy ở bên tôi. Ở bên tôi. Rồi người đừng về đêm nay. Ô, bỏ mẹ nhỉ? Ở bên tôi, đừng về đêm nay. Thế có nghĩa là giữ lại để ngủ cùng à? Có đúng không các bác? Có đúng không? Vậy các bác cho em một tràng vỗ tay để em cấm khúc này. Từ nay không được hát nữa. Mà đặc biệt là còn cái bài nữa, cái bài dân ca của Nghệ An nó mới lại nghe nó mới lại khó chịu. Cái bài này, bố em có đánh em 90-100, đánh rồi em lại dậy, mà em vẫn nhật tâm, em yêu cái thằng mà bố vừa đánh. Lạ nhỉ? Cái bài hát ấy mà tại sao bấy lâu nay người ta vẫn hát được? Ca ngợi một tí tình yêu thì có phải là con cái là bất hiếu không? Cấm cửa trước rồi luồn cửa sau, con cái mất dạy. Con Ngọc Hà đâu rồi? Ôi giời ơi, về phải cho nó một trận. Không thể để nó cái kiểu này nó... Bố, à, con chào bố. Mày đi đâu từ sáng đấy à? Bố, đừng cáu. Cáu mất phong độ. Mẹ con nhìn thấy lại lâu khỏi ốm. Bố mày như thế này còn phong độ cái gì? Phong độ chứ. Mày cầm cái gì đấy? Con nó cầm cái gì đâu ạ? Cái gì đằng sau? Đưa tay đây. Giấy ạ. Ôi thôi chết rồi. Lại đi mua giấy để viết thư cho thằng Đoành phải không? Không ạ. Hả? Không ạ. Thế mày mua giấy để làm gì? Con để viết đơn xin đi bộ đội ạ. Úi dồi. Này. Mày có bị quạt trần rơi vào đầu không hả con? Không ạ.
hả? Con gái con đứa đi viết đơn xin đi bộ đội mà ra cái chỗ tuyển quân thì toàn đàn ông đàn an cả, mày con gái mày chui vào đấy thì thôi chết rồi, mày vào đây tí tởn phải không? À à, mày xí sớn rồi mày tằng tắng tăng cho ấy phải không? Bố, không phải là con vào đấy để xí sớn đâu, cũng không phải là để tí tởn, không phải tằng tắng tăng như là bố nghĩ đâu. Nên vào đây mà nhố nhăng à? Con vào để xin đi làm học y sĩ để về chữa bệnh cho dân làng cả mẹ con nữa. Cái gì? Mày mà chữa bệnh nhá? Vâng. Chữa bệnh cho mọi người uống thêm à? À, mà thôi không nói nhiều nhá. Ra đây. Bố nói lại một lần nữa nhá. Bố cấm con từ nay không được lằng nhằng với cái thằng Đoành nhá. Sao? Thằng Trạch Văn Đoành nhé. Tên gì mà tên là Trạch Văn Đoành? Gấm gọi cho xong đâu hết cả mồm thế này. Mày lấy cái thằng Trạch Văn Đoành về rồi mày đẻ con, mày đẻ, mày đặt tên nó là một thằng Đùng, một thằng Đoàng nữa nhá, để cho cả nhà luôn luôn có chiến tranh ấy hả? À, đúng không bố nữa? À đúng rồi, có tiếng chó rồi. Bố mới lại nhớ ra, bố đã bảo con rồi, yêu cái thằng Tuất đấy, cái thằng bán thịt chó ấy. À, nó phong độ như thế, nhà nó có điều kiện bán thịt chó ở đầu làng đông khách như thế, sau này nó có một đống tiền nó lo cho con được, con hiểu không? Bố nữa, cái thằng vô công rồi nghề ấy, cái thằng chuyên đi ăn trộm chó nhà người ta. Ê, đấy là ngày xưa nhá, bây giờ nó là ông chủ bán thịt chó rồi. Thế bố có biết làm sao con không yêu nó không? Vì sao? Vì nó cứ trêu con đi. Ơ, con ơi, như thế là nhà ta có phúc đấy con ạ. À, con có thấy là các cụ bảo rồi, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, làm lều cho người ta ở, làm phở cho người ta ăn, làm chăn cho người ta đắp, làm nắp cho người ta đậy, làm gậy cho người ta chống. À, chống gì bố? Chống là người ta đi cho đỡ mỏi ấy. Và con vẹo cái gì? Con không thích nó. Cái gì? Con không thích nó. Con phải lấy nó nhá, không có nói nhiều. Thôi, vào trong nhà để chuẩn bị đi, con đón thầy đến để cúng cho mẹ, không mẹ nó ốm nặng quá rồi mới cứ bỏ nhà mới đi thế à? Con không à? Đón đâu. Cái gì? Đi vào trong nhà. Còn một cái, nói câu cãi câu cứ nhèm nhèm. À, tiếng chó có nghĩa là đã có thầy về. Ôi trời, thầy về rồi, cùng với nhà em đi. Ôi trời, thế là bà sẽ chơi. Bà ơi, cái gì đây? Dạ, cháu chào bác ạ. Đoành vào. Dạ vâng ạ, cháu Đoành ạ. Đoành đi vào. Dạ vâng ạ. Ôi trời, trông hoành tráng nhỉ. Dạ. To cao phong độ. Cao đến 1m8 không? Dạ. Này, thế đến đây làm gì đấy? Bác ơi, em Ngà nhà mình có nhà không ạ? Không ở nhà đấy, nó ra đứng đường à? Hỏi thế mà hỏi. Tóm lại quan hệ thế nào với cái Ngà? Dạ bác ơi, cháu với em Ngà quan hệ 2 tuần một lần ạ. 2 tuần chúng cháu gặp nhau một lần ạ. Thế quan hệ như thế nào? Dạ cháu với Ngà là bạn thân ạ. Có thân không? Dạ rất thân bác ạ. Rất thân à? Dạ. Cực kỳ thân không? Dạ có ạ. Ngoài cái Ngà ra có thân với ai nữa không? Dạ không ạ. Bố mẹ nó có quan hệ không? Dạ không ạ. À, tốt. Mày nhớ cái mồm mày nói nhá. Không ạ bác ơi. Không thèm quan hệ với bố mẹ nó nhá. Dạ dạ bác ơi. À, bác ơi dạ cháu mời bác ngồi ạ. Nhà bị lộn lóc à? Dạ à, có. Cậu là khách mà lại cậu mời chủ nhà ngồi. Hả? Cậu có bị điện giật không? Hả? Đây. Dạ. Cậu là không đủ tư cách để mời tôi ngồi nhé. Nhưng riêng tôi là đủ ngũ cách để tôi tự mời tôi ngồi. Đây là tôi ngồi đây. Dạ bác ơi, cháu mời bác nước ạ. Nước này ở đâu đấy? Dạ nước nhà bác ạ. Nước nhà tôi mà anh lại mời tôi. Cảm ơn anh. Tôi cũng lớn rồi. Nếu tôi khát thì tôi tự rót tôi uống được nhá. À bác ơi, cháu mời bác hút điếu thuốc cho nó thơm mồm ạ. Dạ.
có mùi gì không? Dạ không ạ. Thế không có thuốc của anh tôi thối mồm à? Mời bác hút điếu thuốc cho thơm mồm. Dạ bác ơi, ý cháu không phải vậy ạ. Dạ. Không phải thế thì phải thế nào đó? Ăn nói lồm cồm ba lăng nhăng. Thôi tóm lại thì bây giờ thế này. Dạ. Ôi giời ơi, nhìn đúng là hoành tráng. Dạ. Đoành vào. Dạ vâng ạ. Đoành rất hoành. Thôi bây giờ thế này nhá. Dạ. Nhà bác đang có rất nhiều việc, bận rộn lắm. Thôi xin phép, xin lỗi cháu đi về đi nhá. Nhà đang có rất là nhiều việc. Đi. À, bác ơi. Cái gì? Cháu nghe em Ngà nói là bác gái nhà mình bệnh nặng lắm phải không ạ? Đúng rồi, thế làm sao? Bác ơi, cháu phải xin phép từ trên đơn vị, cháu phi về đây ngay này. Đây này, cháu có mua cho bác gái ít thuốc để bác gái uống cho đỡ bệnh ạ. Mày phi về bằng ngựa à? Cháu chạy bộ về đây bác ạ. Thế mày phải mà nói là mày chạy chứ. Phi về đây như là phi trâu phi bò ấy. Dạ, đây gì? Mày mua thuốc cho bác gái á? Dạ vâng ạ. Thuốc gì mà như cái gói đánh bả chuột thế này? Thuốc cháu mua đấy bác ạ. Đúng không? Dạ cháu mua. Này. Dạ. Ăn cắp à? Bác nói thật đi. Cháu mua đàng hoàng đấy, cháu làm gì có tính ăn cắp bác. Tiền đâu ra mà mua? Thì tiền cháu tích cóp được đấy. Vớ vẩn. Thế ăn cắp thì cứ nói là ăn cắp. Nhìn mặt mày tôi thấy giạt lắm. Nhá. Lúc ngay lúc đầu tiên mày vào đây mày nhìn bác ấy. Bác bắt vị mày ngay. Dạ. Mắt mày rõ ràng mồm mày chào bác, một mắt mày nhìn bác, nhưng mà một mắt bên kia nhé, mày đưa vào cái phòng bên trong mày nhìn con Ngọc Ngà kìa bác nhé. Kìa bố. Mày đừng có đùa với. Bố, sao bố lại nói như thế với anh Đoành? Mày ra đây. Anh Đoành. Tao nói thế mà không đúng à? Anh Đoành, anh đến lâu chưa? Lâu rồi. Anh đi đường có mệt không? Mệt. Anh ăn gì chưa? Rồi. Ăn gì? Ăn phở. Thế hôm nay xin phép đơn vị xuống để thăm mẹ em à? Đào ngũ. Ngựa cái thằng này tuổi gì mà này, xin được nghỉ phép về. Bà lằng nhằng. Này Đoành nha. Dạ. Bây giờ bác nói với cháu thế này nhá. Mời nó chén nước đi. Cho nó, để anh, cho nó đi anh, về. Em mời anh ạ. Anh xin. Cảm ơn em. Kìa bố. Cái gì? Không đúng à? Bây giờ thế này nhá. Dạ. Cháu cầm lấy thuốc ấy nhá. Dạ. Cuối năm rồi đơn vị cũng rất là nhiều việc bận rộn. Thế theo bác này cháu nên về đơn vị ngay nhá. Không người ta báo động đấy. Nhà bác cũng nhiều việc lắm. Thôi đi về lên đơn vị đi. Bác ơi. Nhưng mà cháu đang được nghỉ phép mà. Được nghỉ phép á? Dạ. Thì bác hết phép luôn. Nhá. Hết phép. Đi về. Đi. Dạ cháu chào bác, cháu về ạ. Thôi không phải chào, đi cho nó nhanh. À bác ơi. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Mày cứ quay lại tao quại chết đấy. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Bảo mày về cơ mà. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Bố. Mày thấy chưa? Bố ác lắm. Ôi trời ơi. Mày nhìn mày với thằng Đoành ấy cho nó đẹp đôi không? Mày thấp như thế này mà mày yêu cái thằng cao ngổng như thế à? Hả? À? Trong đùa có xứng đôi không? Hả? À? Úi dồi ôi, còn mấy cái rồi. Đấy, các cụ đã nói rồi. Con không nghe lời cha mẹ là trăm đường con hư mà này. Đã bảo nó lấy cái thằng tốt rồi. Thằng tốt, tốt người, tốt dạ như thế. Làm ra của cải vật chất như vậy mà nó cứ không nghe. Mỗi lần mình đi làm về, bao giờ nó đi qua nó dành cho mình một cái phao câu chó. Bố vợ tương lai mà nó quan tâm thế rồi lại cả một cút rượu nữa. Mày có biết nó có hiếu như thế không Ngọc? Ôi thế lại theo dai rồi à? Ôi trời, đúng thầy đấy rồi. Ngọc Ngà ơi, thầy đến rồi. Ngọc Ngà ơi. Chú chó cái. Chó. Nhà chú chó cái. Ngọc Ngà ơi, giá thầy đến rồi. Chó mày mà mất chạy. Chó ra mày chú chó cho người ta đi. Điên không chịu được. Cắn nó đâu rồi? Con chó nó ngó thầy à? Cắn nó rồi. Phải giữ chó chứ. Đã không, nhưng mà con xích rồi mà. Xích rồi mà, xích nó bảo. Ôi thầy. Không nọ rồi.
Hôm nọ thì khấn cho nhà thằng Vượng Dâu ấy. Khấn xong ra đòi tiền, con chó chơi hát phát luôn. Hôm nay thì đã khỏi đâu. Theo dõi 10 ngày, con chó mà không chết là mình yên tâm. À đúng rồi. Cái thấy hôm trước Vượng nó nói là thầy bị chó cắn vào. Nó nhưng mà nó chỉ đấm thôi, nhẹ. Đấm gì nó làm hai phát gì? Hai phát à? Đã chảy máu chưa? Chảy rồi. Chảy rồi à? Ôi giời. Một giọt máu sáu bát cơm đấy. Ui giời, cay đấy. Thầy đi đường chắc là vất vả. À đây rồi. Đây cứ để đây. Thầy bỏ cái túi ra. Nhé. Này. Thầy đi đường xa. Khát quá. Đây. Con có cái tí nước mát cũng uống nè. Vâng, nhà con có nước đá đấy thầy. Không, cái nước này, cái nước này. Nước này này. Nước cất này. Nước này uống mà. Đó, nước cất để tiêm ở đây. Không. Nước này là nó giải nhiệt. Nhá. Vậy, nước cam. Không phải. Rượu ấy. Rượu mà thầy bảo nước mát. Thầy cứ phải... Đấy, thầy phải nói là nó cay cay. Ôi, đây em biết ngay mà thầy là cùng đội tuyển đấy. Đấy. Riêng rượu thì tôi là đúng chất của em rồi. Nói chai rượu đâu. À nhưng mà thôi, tôi thấy à. Rượu đâu? Tôi, theo em thế này. Thầy à, thầy cứ cố gắng thầy cúng cho nhà em đi đã. Nhà em được khỏi. Xong rồi em với thầy thi đấu luôn. Cười, cúng nó có giờ, thờ nó phải có chất. Ôi rồi, Ngọc Ngà đâu rồi? Mang cái chai rượu đi cho bố nào. Mang chai rượu đây. Ôi rồi. Cái nhà không có rượu không cúng được. Này, thế gì đi. Ôi rồi. Nó giấu rượu đâu nhỉ? Mang rượu đâu? Con Ngọc Ngà nó giấu rượu đâu rồi? Đây. Thầy ơi. Hả? Đấy nó này, nó lo sức khỏe cho thầy đấy. Nó mang rượu ra mà thầy uống vào tí sợ đây, thầy thì cúng nhầm. Thôi không có rượu được. Sợ nhất là thầy cúng cho những người khỏi bệnh thì không khỏi đi. Thầy thành gọi hồn thì chết. Uống tạm nước trà. Thôi rượu không có thì bây giờ khe. Thầy uống cho nó đàng hoàng sao phải dùng không cái mút thế này. Nước trà nó nóng uống này nó dần à. Vào phát cái nước uống ạ. Thầy chơi hơi kỹ. Cái kia đâu? Cái gì ạ? Cái chuẩn bị vào cúng đâu? Đèn dầu à? Không. Thầy. Cái con này cười. Chính thế nhỉ? Cấm con anh Đoành con không cho rượu nữa đâu. Cười à? Mày là cái đấy. Con này phải con gái tôi đánh chết lâu rồi. Ôi, thầy rượu dùng, thầy dùng ống hút thế này á? Này, cái này là nước mấy ạ? Dạ, nước một ạ. Năm gì một? Dạ, một đến một thế thầy. Một rưỡi thôi. Thế là một rưỡi là thế nào? Thầy nhấm mãi rồi thì quen. Không, nước một thế ạ? Ừ, thì nó một, nhưng một rưỡi. Nhá, tôi làm phát tập đấy cho nhau. Ôi dồi. À, phấn khởi. Này, cái kia đâu? Uống được, cái kia đâu? Dạ. Cái gì? Tiền hả thầy? Nhanh lên. Nhà em ốm lâu quá thì dạ, tiền tiêu hết mất rồi. Ổn cười, chả chuẩn bị thầy, cả. Thầy chuẩn bị thầy cho em vay. Ôi dồi. Càng quý gì vứt lung tung ấy. Con cái cái ông này nó rất luộm thuộm ấy. Có vay tiền không? Dạ vâng, thầy cho em vay. Vay lại ấy. Vâng, lại. Không phải 100%. Lãi suất bao nhiêu ạ? Không phải 100%. Này, đếm đi em bao nhiêu? Có ai hỏi vay cứ bảo tôi nhé. Nhá. Đang nhiều tiền. Thầy ơi. Hả? Ngoài việc thầy đi cúng, thầy còn cho vay nặng lãi à? Không, vay từ thiện thế ai cho vay nặng lãi cũng cười. Sao là lãi suất không phải 100%? Tiền mới hay chứ gì. Sao thế tiền? Thôi, tiền nào vay rồi nhá, bao nhiêu? Dạ đây... À. Còn thiếu 30.000 nữa thì trò 100. Ôi giời. Chị cứ nói là 70 thì gần 30.000. Dạ vâng, học thầy đấy. 70 nhá. Vâng. Sau trả là vâng. 700.000. Đấy, xong. Bây giờ chuẩn bị đấy. Thầy ơi, cái tờ này bị rách rồi thầy ơi. Thầy đổi cho em cái. Hả? Thầy đổi. Rách vẫn tiêu được mà. Không tiêu được đâu. Không tiêu được. Rách bây giờ người ta có lấy đâu, đưa thầy đổi lại cho em cái. Xuống kia tiêu được hết. Hả? Xuống kia là các thành tiêu được hết. Các thánh tiêu được không? Tiêu được. À thế à? Ừ. Thôi mà thầy cứ đổi cho chắc nhớ rồi. Ừ, thế được các thánh lại bắt vào không? Thế sau giả thành 3 tờ. Vâng. Đưa tờ này. Vâng.
Thôi bảo 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 con gái ra đây cái. Vâng. Bảo con gái ra đây cái. Ừ. Nhìn con bé xinh thế. Ờ. Ngọc Ngà đâu? Dạ. Mày mang cái giả với cái chiếu ra đây. Ừ. Nhanh lên em ơi. Đủ quá. Thấy cháu nó còn ít tuổi. Vâng. 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 Thế để từ từ đấy nhá. Giải giải chiếu. Mời thầy ra đây. Cháu giải chiếu đi em. À đủ. Chết nữa trăm rồi. Ôi dồi ôi, vừa nãy con chó nó đuổi chít tù thế cả con. Đây, 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 đây. Giải chiếu ra, giải chiếu khá rồi. Cái gì đây? Hả? Mày giải kiểu gì đấy hả? Bố bảo con trải chiếu, đúng con trải chiếu. Mày giải như thế à? Quất cả cái mặt thầy. Bắt nó làm. Đấy, ông cứ ngồi đây, cứ bắt nó làm. Đây ra đây giải chiếu con. Yêu quá cơ. Ôi dồi, cái gì đấy? Em ngồi đây, ngồi đây. Này, cứ từ từ ngồi đây đã, ngồi đây. Tôi phải hỏi con gái trước. Bao giờ cũng phải hỏi con gái trước. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây em. Ôi trời. Năm nay 3 tuổi. Năm nay 3 tuổi. Thầy hỏi tuổi làm gì? Thì biết chứ, thì còn cúng mà. Không phải việc của thầy. Ô hay, cái con kia. Thầy hỏi thì nói cho nó ngoan này. Thầy, con biết tuổi thầy cúng chứ. Đúng rồi, biết tuổi. Mình biết tuổi con gái thì mình lái sang tuổi của mẹ. Đúng không? Này, này. Thầy sang tay. Thầy ấm đấy. Thầy cứ làm gì á? Làm gì đâu, đang xem tay có gì đâu. Này, anh nói thật nhé. Thầy. Cái gì? Em giống người yêu anh ngày xưa quá. Con. À ừ, con giống người yêu anh ngày xưa quá. Thầy. À ừ. Cứ nhìn lại thấy nhớ. Bố thầy đến cúng hay đến hỏi con? Ôi con này để thầy hỏi chứ mày phải trả lời cho nó nghiêm túc chứ. Đang tâm sự đấy mà, cái chuyện ngày xưa đấy. Ôi dồi ôi, giống như đúc luôn. Đấy, giống kinh khủng. Đấy, đây này, nhất là cái tóc này. Đấy, tóc Lào ra tóc Ý. Sợi mì ra sợi miến. Thế tóc nào chẳng ra tóc Ý thì như nào? Sợi liên ra sợi dội. Bố hỏi thầy có cúng không, con đi vào đây. Có cúng nhé, cái từ từ. Thế mày trả lời cho nó nhanh nhanh thì thầy còn cúng. Con cũng trả lời thế rồi. Này, nhìn em như người yêu quá. Nhiều từ từ đấy nhá. Thầy cần cho thầy cúng cho con thế thầy. Dù biết tình yêu không thể gian sinh cũng không hề cháy mượn, nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người dâng tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một ấm tình. Xin hãy cho tôi một lời tha thiết, một tuổi hẹn hò hai một bận đón đưa. Để hết lang thang trên phố vắng chiều mưa, nghe gió suy tư thôi lạnh giữa tâm hồn. 30 tuổi đời thêm chẳng nỗi cô đơn, tên vẫn gọi tên mà thuyền chưa đổ bến. Nhớ người yêu một tí thôi mà. Thầy đến đây cúng thầy lại hát nữa. Thì phải người ta phải tâm sự một tí. Đây sầu đấy nhá. Cứ tưởng lấy được nhau. Thế nào cái cô kia nhà cứ chê là cái gì vô đối nhỉ? À muốn đăng không muốn đăng hồ đối. Thế bỏ nhau thôi. Hồ đối. Ờ, thế đây đây. À hả? Nhà em bây giờ đang nguy cơ lắm rồi. À thế à? Vâng. Thế thầy cúng cho nhà con nhanh đi. Ôi dồi ôi. Quần áo này. Đây thôi đây. Đúng rồi, đấy, đặt con đây, đặt đây. Con để vào đây con. Đấy. Ui giời. Này có vay tiền hay lại cho vay. Đấy. Ôi giời. Ôi giời. Vừa đi cũng nghe đám kia xong rồi. À, nhà nó ăn, cho ăn thịt gà chắc hết rồi chắc. Khổ thế. Ôi thầy có cả tô lô vít rồi thầy. À, chưa vợ nó bắt về sửa cái ống nước của bác mang luôn để tô vít. Nhặt vào cho anh đấy em.
Rồi nha, được rồi, thôi. Ôi trời ơi, mở cái đầu âm dương ra đây. Đấy, ở đầu nha. Nào, ngồi xuống thành tâm nhá, thành tâm nhá. Thành tâm ạ? Ừ, phải thành tâm thì bà mới khỏi được nhá. Bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Cái chuông đâu nhỉ? Cái chuông đâu? Ôi giời ơi. À đây rồi. Ngủ chết nhỉ. Bắt đầu nhá. Vâng. Thầy ơi. Hả? Con đổi lễ hay là con của con đổi lễ gì? À con đổi lễ. Ừ, bố khấn. À, nhớ. Con cái này. Khấn thành tâm này. Cái con nó ngọc vàng mày đội đây. Nhanh cho mẹ nhanh khỏi nhanh con. Rồi. Ở đâu này? Âm vương tuyển tu chế tình xuất nhu hương đạo. Cái này giả quá rồi. Đặt cái gì? Tôi vừa cúng tôi đấy. Áo! Cái là thế nào? Áo, áo rồi, lấy hơi. Lấy hơi ra đây đó, mệt như ca sĩ đấy. Đấy. Không phải hỏi, không phải cúng hỏi. Cúng giống ca sĩ à thầy? Phải giống như thế, phải lấy hơi. Phải làm cái đầu này. Bà nhà này ốm đã lâu. Khấn. Trước đây sức khỏe như trâu sống tuồng. Chuối thì ăn hết một buồng, thịt gà gặm đút cầm giường đầy trương. Này ôm xin thanh thoát thường, thầy ơi, cho bà ấy một con đường là quy tiên. Thầy! À, cái gì? Thầy cúng cho mẹ con đây, thầy rửa mẹ con đây. Rửa đâu? Cho bà quy tiên. Quy tiên là quy tụ về gặp mấy bà tiên, có quá cái gì đâu. Đang gì? Ui, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con cãi thầy. Không được cãi thầy. Nào, thành tâm nhá. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con này chín phương trời mời phước chư Phật chư mày mời phước. Con Nam Mô Bồ Tát Bát Vạn Kim Cương cá đẻ gầm giường gà kêu ngang. Con này thay mưa bãi về phù hộ đồ trì cho gia đình ông tên gì nhỉ? Bố con tên là Phan Song Lứa. À, về phù hộ cho gia đình ông Lửa Song Phán. Phan Song Lứa. Hả? Cái gì? Bố tên là gì? Phần trong lứa thì ta đọc cho chân mồm là lừa trong phấn thế làm sao? Đang khấn mày cứ chía vào mày. Chứ có vay tiền mày nhá. Nó giữ mọi chuyện. Mày phải để cho đây cho nó chắc. Con Nam Mô Thánh Dồ Đàn Đồ Thánh Âu Lạc Lạc Lôn Sô. Nam Mô Văn Chất Tự Ủy Đại Tít. Nam Mô Chị An Văn Đạo Tít. Nam Mô Thầy. Thầy cùng với thầy cá bóng đá đấy. Mấy thánh này toàn thánh Tây ấy. Thánh ngoại người ta mới ứng. Nghe chưa? Đã được cái hai chồng đệ ông thương nha. Bây giờ xin này. Thôi thì cho thương cho kiến chủ về cho bà ấy mau lành bệnh. Vừa nãy con nói quy tiên nhưng không phải. Bắt đầu nha. Xin này. Đâu rồi? Đâu rồi? Cái nào? À, tìm hộ ai cái đồng âm dương cái? À, đây rồi. Này, hay không? Sao? Thấy ông thương không? Đâu? Đây này, cho luôn này, xong ngờ. Bàn chân nào? Vâng, đây. Bàn chân gì? Thầy xong đĩa à? Chị xong đĩa là có cái tích từ cái này ra đấy. Ê, nó có từ cái này ra thì thầy mới vận hành được. Đây, hay không? À, đấy, hay thì rất hay nhưng mà... Bắt đầu thấy nghi thầy. Nghi gì đâu, có nghi gì. Thầy đến đây từ nãy giờ thầy đổi tiền, cho vay tiền. Không, cứ yên tâm. Tôi vay xong đặng lãi. Người ta kết hợp kinh doanh luôn mà. Kết hợp thầy tán gái. Đúng, có gì đâu. Xong rồi bây giờ thầy lại còn chơi kiểu sóc không, đĩa. Không, không, bình tĩnh, bây giờ bắt đầu đến này. À. Bây giờ hay này. Nhanh. Nào, thành tâm này nhá, thành tâm này. Nào. Em đeo mỏ mặt. Bắt đầu bố, xin thầy Phật. Mà tỏ, mà gà, mà trâu, mà bò. Cú thế. Chéo hết, cút hết, chéo hết. Xong rồi, thiêng quá. Đấy, cho xem khỏi bệnh chưa. Đấy, cút hết rồi, chéo hết rồi. Tất cả bệnh tật là chéo hết, cút hết rồi. Tiền bố con đặt lễ đâu hết rồi thầy?
Tiền anh cho vay gốc thì vẫn để đấy. Gốc nào à? Tiền bố con đặt ở đây đâu ạ? Vào đây. Bác Thánh lấy hoa quả hết rồi à? Hả? Vâng ạ. Đây về thụ lộc hết rồi. À. Ừ, xong hết rồi. Bác Thánh mà thụ lộc mà lấy hoa quả, ăn hoa quả lấy tiền rồi thì chắc là nhà con sẽ sắp khỏi rồi. Đúng rồi. Ôi thế thì mừng quá. Mừng quá. Sắp bà thế nào các? Xong rồi. Đấy nhớ cái tiền lãi rồi. Bố. Bố ở đây con vào xem mẹ nào. Khỏi là cái chắc con không đứng đây nữa đâu. À? Mỏi gối lắm. Thế con vào xem mẹ thế nào đi con. Chắc là bây giờ mẹ khỏi rồi đấy. Ai rồi. Cái gì đấy? Con này. Nó vẽ yêu mà. Mà chết đi. Con hai quả. Mẹ này. Khát quá. Thôi thế xong rồi nhỉ. Thế tiền nào rồi sau là cứ trả hàng tháng nhá. Nhá. Ê, hả? Túi của thầy sao nhiều hoa quả thế? Quả thì vừa đi khấn rồi cái... Bố ơi. Ôi. Mẹ con tỉnh rồi bố ạ. Đấy. Tỉnh rồi à? Vâng ạ. Ôi. Thế con quá đấy. Thầy khấn cho thầy tỉnh rồi phải không? Thầy cực kỳ là cao siêu. Xin diện. Bố mẹ à? Con tỉnh là do uống thuốc của anh Đoành đưa cho đấy. Thế mà lúc nãy nỡ đuổi người ta về. Cúng nào mà cúng. Thuốc của anh Đoành. Chính là thuốc của anh Đoành. Vâng. Mẹ con khỏi. Vâng. Mà tại sao bây giờ bố gọi anh Đoành mà mồm bố này cứ trơn thế nhỉ? Đây này, bố nhìn thế này. Hả? Đây này, trong đây này, túi đây này. Đồ cùng ở trong đây hết đây này. Đây bố vào xem đây này. Đây này. Đâu? Đây toàn hoa quả mà thế này. Ông có cúng gì đâu. Tiền ông cũng cho hết vào túi rồi. Tiền bố mày vay cho tao. Thầy ơi. Vay. Thế hoa quả là thầy bảo thầy cúng ở đám trước mà nhỉ? Cúng ở đám trước mà. Nhìn nó quen lắm. Thì cái con quả nào nó chả giống quả nào. Không, cái quả này. Có một quả này thật sự là vừa nãy vơ ở đây thôi. Đây giả luôn. Thấy đâu. Cái đồ này người ta. Còn nhiều thế này. Đi. Thầy bảo các thánh thụ lộc đâu có rồi. Thôi chết rồi. Này cả tiền bố này. Cả tiền này. Bao nhiêu tiền của bố này. Tiền bố mày vay xong. Đưa cái cán chổi cho bố. Bố ở đây xử lý nhá. Con bảo sang mẹ nào. Em xin phép mẹ. Ông đứng lại ngay. Thằng thầy dởm kia. Tôi chết rồi. Đứng lại ngay. Cho. Ôi trời ơi. Cái kiểu thầy lừa nhá. Thầy đểu nhá. Dám giả vờ làm thầy đi lừa đảo à? Em xin phép có ý kiến. Em xin phép có ý kiến không? Bây giờ có ý kiến gì? Em trả mấy quả kia. Mấy quả đấy gì? Vâng. Không lấy nhá. Bây giờ phải cho lão chừa cái tật từ nay trở đi. Đừng đi lừa đảo gia đình nhà khác. Thấy người ta tin tưởng, người ta lo lắng cho gia đình vợ con mà ông nỡ đi ông lừa đảo như thế nhá. Bác thái bồi ai rồi. Em lại xin phép bồi kia. Ông ạ. Em cho vay hết rồi đấy, em không hoàn lại ạ. Được không? Thế được rồi. Vâng. Ông nhớ cái mồm ông nhá. Vâng. Được rồi. Vâng. Bây giờ tôi vào thăm vợ tôi. Vâng. Vợ tôi khỏe rồi. Vâng. Rồi sau này tôi đi trả tiền ông sau, ông cứ dậy. Dạ. Đi về. Tôi dắt ông ra không chó nó cắn ông chết. Đây. Ông chừa cái tội của ông nhá. Vâng em biết rồi. Đây. Cái này tôi để tôi giữ lại. Không như em xin. Thôi rồi. Ông lại đi lừa người khác. Không em không lừa em về em truyền. Em truyền cho con em. Em về em cất đi. Ôi, ông lại truyền cho con ông đi lại. Cả họ ông lừa đảo à? Thôi em xin. Thôi đi về đi. Dạ vâng em về. Ôi, tôi quay lại chào mọi người cái đã. Ôi. Tôi về con Ngọc luôn rồi.